Những ngày qua, bức ảnh chụp chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hương chơi cờ tướng với người dân thôn Bắc Châu xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, khi về địa phương này dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân gây ấn tượng với nhiều người. Tôi rất ấn tượng về hình ảnh anh Hương, chủ tịch tỉnh ngồi chơi cờ tướng với người dân. Qua đó cho thấy anh Hương rất thân thiện, gần gũi với người dân. Việc tiếp xúc, giao lưu với người dân có nhiều cách khác nhau, nhưng cách giao lưu với người dân qua gián cờ tướng cũng là cách hay, rất gần gũi, ông Đặng Văn Phúc 60 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh, chia sẻ. Được biết, chiều 16 tháng 11, sau khi tham quan khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Bắc Châu và thăm một số vườn mẫu tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu. Tại đây, ông Hương giao lưu đánh cờ cùng người dân địa phương khiến ngày hội càng thêm sôi nổi, bà con nhân dân phấn khởi. Ông Trần Xuân Diệt, bí thư đảng ủy xã Kỳ Châu cho biết, khi đến dự ngày hội, chủ tịch có tham gia đánh cờ với bà con rồi vào dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên chủ tịch Trần Tiến Hương về xã Kỳ Châu và thôn Hiệu Châu, nhưng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh rất hài lòng, còn bà con nhân dân thì hồ hởi và phấn khởi lắm. phát biểu tại thôn Hiệu Châu nhân ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hương đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hiệu Châu đạt được. Đồng thời, ông đề nghị lãnh đạo xã Kỳ Châu và thôn Hiệu Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, cộng đồng cùng giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phim Minh Tú, tôi khóc trong lần đầu đóng phim. Ông Hưng cũng mong muốn cấp quỹ, chính quyền và nhân dân trong thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh là khu dân cư tiêu biểu của xã Kỳ Châu, đang phấn đấu đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2019. toàn thôn có 187 hộ dân với 618 nhân khẩu, trong đó 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 45% hộ gia đình thể thao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đến 2019 khoảng 40 triệu đồng người năm. Hiện toàn thôn chỉ còn 12 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,4%.